Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái bài 3 từ BBC. Rất là xin lỗi anh em vì cái thời gian qua mình phải đi chuẩn bị kinh tế để mua một vài cây RAM để mà có thể demo với anh em hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về RAM. Trong cái bài tới thì sẽ về những cái phần cứng còn lại. Và hôm nay chúng ta chỉ nói về RAM thôi. Bài này thì mình sẽ nói về những cái kinh nghiệm của mình, những chia sẻ để anh em có thể mua đúng RAM nè, rồi mua đúng cái dung lượng cần thiết nè, rồi cũng để như là phân biệt những cái thông số trên cái cây RAM để mà anh em có thể chọn đúng với lại cái nhu cầu của mình hơn. Mình sẽ thử nói trên một cái bo mạch ở đây. Mình có cái bo Z370 Gaming Pro AC của MSI. Trên đây mình là một cây RAM Sniper X của G-Skill và đây là một cây RAM SPG của Adata. Trong cái bài hôm nay thì mình chỉ nói về cái RAM DDR4 là cái loại RAM phổ biến nhất hiện tại. Bởi vì anh em được biết rồi, kể từ cái thế hệ Intel chipset 100 series, cái nền tảng qua mạch chủ mà kể từ cái thời đó trở đi tới nay là 300 series nè, và sắp tới nữa là những thế hệ tiếp theo sau này thì chỉ còn sử dụng cái RAM DDR4 thôi. Còn DDR3 nó đã quá là lỗi thời rồi. Thì chúng ta đều biết rằng RAM là một cái loại bộ nhớ khả biến, gọi là Volatile Memory. Tức là khi mà chúng ta tắt máy thì nó sẽ không còn cái dữ liệu bên trong, mà nó khả biến. Còn cái bộ nhớ mà như SSD hay là ổ cứng thông thường thì nó là cái bộ nhớ bất biến. Tắt máy hay làm gì đó nó vẫn còn nguyên dữ liệu trên đó. RAM là viết tắt của Random Access Memory thì như anh em đã biết trong kiến thức sinh học cơ bản rồi. Thì nó là cái bộ nhớ để chiếc CPU có thể truy xuất ngẫu nhiên, lấy dữ liệu. Vai trò nó trên cái máy tính rất là quan trọng bởi vì nó lưu rất là nhiều thứ khi cái máy hoạt động. Chẳng hạn như khi mà anh em khởi động máy lên thì một phần cái trình điều khiển rồi một phần cái hệ điều hành nó cũng sẽ được lưu vào RAM để mà có thể khởi động nhanh hơn. Và khi anh em chạy ứng dụng thì cũng rất là nhiều cái thành phần của ứng dụng nó cũng sẽ được lưu vào RAM. Và thậm chí là cái giao diện của hệ điều hành đang sai, nhà như Windows 10 thì nó cũng được lưu vào RAM. Thành ra nếu như mà anh em lắp cái RAM nó không có chặt hoặc là RAM hỏng thì cái điều mà anh em thường thấy đó là máy nó sẽ kêu tít 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 rồi khởi động không lên nữa. Thì anh em thấy là cái vai trò của RAM rất là quan trọng. Thì bây giờ khi mà chúng ta ra mua RAM, nói là anh ơi bán cho em cây RAM DDR4 thì người ta sẽ đưa cho anh em một cái cây RAM thế này. Với những cái anh em mà không có nhiều kiến thức về bộ nhớ RAM thì anh em cần quan tâm những cái điều gì? Thường thường mình thấy anh em sẽ quan tâm tới cái dung lượng, chẳng hạn như là 8GB hay 4GB hay là 16GB hay 32GB gì đó. Thì với cái Windows 10 hiện tại thì anh em thấy rằng 4GB là cái mức tối thiểu để mà chúng ta có thể sử dụng cái hệ điều hành này một cách ổn. Còn với hồi xưa thì chỉ cần 512MB thôi. Thì bây giờ cái Windows nó nặng hơn rồi và càng ngày những tác vụ càng nặng game này nữa thì nó cũng sẽ đòi hỏi nhiều GB RAM hơn. Thành ra cái chuyện mà anh em quan tâm về cái dung lượng RAM là cái điều rất là bình thường và mình thấy nó cũng hợp lý thôi. 8GB là cái mức mà mình thấy anh em hay hỏi nhất, nó là cái mức cơ bản nhất. Tuy nhiên thì khi mà người ta đưa cho anh em một cái thanh RAM thế này thì anh em cứ như thế anh em đem về nhà xài và anh em không biết là nó mạnh hay nó yếu, chỉ biết là nó có 8GB thôi. Vậy thì làm sao để mà biết cái RAM nó ok hay không, nó nhanh hơn hay là nó chậm hơn? Thì ở đây trên cái thanh RAM anh em có thể thấy những cái tem như thế này, hay là ở ngoài cái bao bì người ta cũng sẽ ghi. Dạng như là ở đây cái thanh Sniper X nó có ghi là như DR4 3600. Còn cái thanh Adata XPG này thì nó ghi là DR4 3000. Vậy thì cái khác biệt giữa cái con số 3000 và 3600 này như thế nào? Anh em có thể thấy là 3000, 3600 không có cái thông số ở phía sau, không là có cái đơn vị gì hết. Thì đây là một cái thông số mà nhiều anh em nói rằng đó là cái xung nhịp của RAM là 3600MHz. Nó cũng đúng thôi. Thực chất con số này á, là một cái con số chỉ cái gọi là tốc độ truyền tải, cái tỷ lệ truyền tính bằng cái đơn vị gọi là mega transfer trên một giây. RAM double data rate, thành ra là chúng ta có thể quy đổi cái con số này sang cái đơn vị tương ứng đó là hạt, thì nó cũng phù hợp thôi. Nó có thể tạm gọi đó là cái xung hữu ích của cái RAM. Thì với cái tốc độ truyền 3600 trên cái thanh Sniper X và 3000 trên cái thanh này thì rõ ràng cái thanh này sẽ nhanh hơn cái thanh 3000. Đó là về cơ bản. Thì với cái con số về cái tỷ lệ truyền, tốc độ truyền như thế này thì chúng ta có thể tính được cái bằng thông của cây RAM cách rất là đơn giản. Chúng ta dùng một cái công thức, đó là chúng ta sẽ lấy cái con số MT trên dây này, nhạc như ở đây là 3600, xong rồi chúng ta nhân cho 64 thì ở đây chúng ta tính là cái độ rộng bus của cây RAM, độ rộng bus nhớ, và cuối cùng chúng ta chia cho cái con số là 8 bit thì nó sẽ được cái bằng thông của cây RAM. Cũng nói về cái độ rộng bus ở đây là 64 thì nhiều anh em hỏi mình rằng là khi mình lắp máy mình nên mua một cây RAM 8GB hay là mình mua hai cây 4GB, hoặc là một cái hệ thống chẳng hạn như là hai cây 8GB có 15-16GB có tốt hơn là một cây 16GB hay không chẳng hạn như vậy. Thì trên những cái bo mạch chủ thì anh em có thể thấy là nó có những cái khe này gọi là khe DIM. Khi chúng ta gắn một cây vào thì cái thanh RAM này nó sẽ dùng một cái bus nhớ là 64 bit. Anh em có thể tưởng tượng nó giống như là 64 cái sợi dây vậy. Nhưng mà khi chúng ta gắn hai cây thì cái số lượng bus này sẽ nhân đôi lên là 128 bit, tức là 128 sợi dây. Thì nhờ đó cái chuyện mà khi mà cái RAM nó hoạt động thì nó có băng thông nó cũng tăng lên gấp đôi.
Bởi vì như cái công thức mà mình nói hồi nãy, tức là chúng ta phải tính được cái băng thông của RAM bằng cách là nhân với cái độ rộng bit cũng như là chia cho 8 bit. Thì dĩ nhiên một cái hệ thống máy tính mà nó sử dụng RAM kênh đôi, tức là với hai thanh chạy kênh đôi thì nó sẽ nhanh hơn trong rất là nhiều cái tình huống sử dụng, chẳng hạn khi chúng ta render phim, chúng ta chơi game, nó cũng có những cải thiện rất là đáng kể về cái hiệu năng. Như vậy là mình đã nói nhanh về những cái con số mà chúng ta cần quan tâm RAM khi chúng ta đi mua RAM. Thì cái chuyện mà dung lượng thì anh em có thể tùy cái túi tiền của anh em thôi, cũng như là cái nhu cầu của anh em. Tuy nhiên thì mình cũng khuyên là nếu anh em có tiền thì anh em muốn đầu tư mà về lâu dài thì anh em có thể mua hai cây 8GB ta chạy kênh đôi thì nó vẫn lợi hơn về mặt hiệu năng so với là một cây 16GB, hay là chúng ta mua hai cây 4GB để chạy kênh đôi nó vẫn tốt hơn là một cây 8GB. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái chuyện là chúng ta sẽ gắn cây RAM vào cái bo mạch chủ như thế nào cho nó chính xác. Thì thực tế thì cái chuyện này cũng khá là đơn giản, mà thấy nhiều anh em vẫn thắc mắc là không biết gắn như thế nào cho nó đúng. Thực ra thì cũng có một số cái cần lưu ý khi chúng ta gắn cây RAM lên cái bo mạch chủ. Thì trên cái bo mạch chủ nó sẽ ghi gần những cái khe RAM thì nó sẽ ghi những cái thông số, chẳng hạn như là DIM A1 rồi A2, B1, B2 vân vân chẳng hạn như vậy. Thì nếu như anh em gắn một cây để mà chạy đơn kênh thì anh em sẽ cần gắn vào khe nào? Thì theo cái kinh nghiệm của mình thì anh em chỉ cần gắn vào cái khe dạng như là khe DIM A1 và A2 chẳng hạn, thì nó sẽ tối ưu cho cái chuyện mà chạy đơn kênh hơn. Còn nếu như mà anh em chạy RAM kênh đôi, tức là chúng ta sẽ chạy 2 cây hoặc là 4 cây, thì với 2 cây chúng ta chỉ việc gắn solar, tức là chúng ta sẽ gắn chẳng hạn như là A1 đi với cái B1, nó sẽ solar. Còn nếu mà cái tản nhiệt của anh em nó chiếm nhiều không gian, em có thể move sang cái vị trí tương tự là A2 và đi với B2. Đó, nó vẫn là solar. Miễn là nó cùng cái kênh 1:1 và 2:2. Như vậy là cái hệ thống sẽ tự động nhận cái RAM kênh đôi và nó sẽ chạy tối đa được cái hiệu năng của cái RAM. Về thiết kế vật lý của cái RAM DDR4 thì anh em phải thấy là bây giờ cái số chân pin của nó như cái hàng này thì nó có một cái phần khuyết ở dưới thế này. Thì so với cái thế hệ DDR3, cái phần khuyết này nó nằm lệch sang một bên rất là rõ ràng. Tuy nhiên với DDR4 thì nó khá là cân bằng, chia cái phần số lượng chân pin này nó ra hai phần gần như là bằng nhau. Thành ra là khi chúng ta gắn thì cũng rất là dễ gặp tình trạng là gắn bị lộn đầu. Đó, và khi chúng ta đè xuống thì nó không vào được cái khe RAM. Thì có một cái thủ thuật nhỏ nhỏ như thế này, tức là trong cái phần khuyết anh em thấy là có một cái phần không có chân pin, phần trống không thừa ra của bo mạch như thế này, và cái phần này thì nó luôn luôn hướng về phía trên. Thì cái phần này là phần nhiều hơn, phần này phần ít hơn, thì cái phần này nó hay hướng về phía trên. Thành ra khi mà anh em gắm thì anh em cứ xem định vị như thế này và chúng ta gắn vào cái khe RAM là nó sẽ khớp. Đó, và khi gắn cái thao tác rất là đơn giản, đó là chúng ta để cái RAM vào đúng vị trí, xem là cái phần khuyết nó có khớp với lại cái phần lồi trong cái khe sodium chưa, và sau đó chúng ta đè. Đó, đè vào như thế này. Cái ngàm khóa ở hai đầu của thanh của khe sodium nó sẽ tự động nó khóa lại. Đó, và khi tương tự khi chúng ta tháo ra thì chúng ta cũng phải chúng ta mở đều hai bên như thế này và rút ra, rất là đơn giản. Cũng cần lưu ý là khi chúng ta làm những cái chuyện này chúng ta phải đảm bảo là tay chân nó phải khô. Đó, đừng có để nó bị ướt, tránh tình trạng gọi là nó bị chập ở đâu đó. Còn hiện tại thì mình thấy nhiều anh em cũng thích mua những cái loại RAM mà nó có thiết kế ngầu với cái siêu như thế này, cái vỏ ngoài hầm hố và có những cái đèn RGB ở bên trong. Thì về cái chuyện đèn tản mạng về đèn RGB trên RAM thì anh em có thể xem một cái bài viết rất là hay của Mốt Tú. Còn mình sẽ nói về cái chuyện là chúng ta mua sắm như thế nào cho nó phù hợp thôi. Chẳng hạn như nếu anh em không có nhiều tiền thì những cái thanh RAM mà nó không có đèn đóm, thậm chí là RAM trần luôn, tức là nó không có vỏ này, thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái hiệu năng của nó cũng không hề thua kém so với những cái RAM mà được làm rất là ngầu thế này. Thực ra làm đáp ứng cái nhu cầu chúng ta build máy theo cái chủ đề, theo cái ý thích của chúng ta, và cũng như là một phần nào đó tản nhiệt cho cái RAM. Còn về cơ bản thì bên trong nếu mà lột hết tất cả những cái thành phần này ra thì nó vẫn là cái RAM trần thôi. Đó, nếu mà để tiết kiệm chi phí thì anh em hoàn toàn có thể mua những thanh RAM đó xài. Mình thấy rất là nhiều cái RAM của Samsung không có siêu siết gì hết nhưng mà hiệu năng rất là tốt. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ nhanh cho anh em về cái chuyện RAM trên một cái máy tính. Và trong cái phần tới thì mình sẽ nói về cái ổ SSD, HDD, rồi các đồ họa, và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm mua nguồn và build cái máy hoàn chỉnh. Cảm ơn anh em.